Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 124 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, có giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy để lại một like, một share và đặc biệt hãy comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 124 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lúc bấy giờ Diệp Phúc nhìn Tây Hoàng, chỉ thấy thế giới sau lưng ông ta, cả tòa thiên đình mờ ảo như khói, những tầng thiên cung tiên khuyết trùng điệp như ẩn như hiện trong mây mù. Đây là cảnh tượng trong khí thế đồ sộ nhất mà Diệp Phúc từng thấy. So với kiểu cấm của Hoàng Tuyển Ma Tông, Đại Phạm, Lôi Âm Tự, Chính Đạo, Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển của Ma Hoàng còn bao la hùng vĩ hơn không biết bao nhiêu lần. Khí thế của ông ta vô biên vô hạn, từ thời thanh đế đến nay đã qua trăm vạn năm, thế giới do khí thế ông hóa thành vẫn vô cùng vững chắc như trước, không hề có dấu hiệu sụp đổ nào. Hiển nhiên, Tây Hoàng khai sáng ra hệ thống tâm pháp của chính ông ta, chính vì hệ thống tâm pháp này cùng với thiên đình mà ông ta rèn ra đã đưa tới họa sát thân cho ông khi ở trong chính Nam Thiên Môn của mình. Tên Trạch Nam vạn năm này đã bị thiên đế đánh chết. Nhưng Diệp Húc vẫn không thể biết được cuối cùng Tây Hoàng là Vu Hoàng, Thánh Hoàng hay là Vu Tổ. Tâm pháp của Tây Hoàng đã vượt qua khỏi phạm trù cấm pháp, đáng tiếc là không lưu truyền lại đến ngày nay. Nhưng ta có thể quan sát thế giới do khí thế của ông ta hóa thành, suy diễn ra tinh túy của bộ tâm pháp này, bỏ thêm vào bản vương khai thiên kinh của ta, khiến cho nó càng thêm viên mãn. Trong lòng Diệp Húc có một loại hiểu biết mới, bản vương khai thiên kinh của hắn có mặt trời, mặt trăng và các vì sao, có đất đai sông ngòi, có đại dương mênh mông, có 10 tầng thế giới u minh. Nếu có thể đem tâm pháp của Tây Hoàng dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh thì sẽ có thêm một tòa thiên đình, có thể khiến cho bản vương khai thiên kinh của hắn càng thêm hoàn thiện. Thậm chí khi nhìn thấy thế giới của Tây Hoàng, hắn liền nghĩ đến một ý tưởng, tìm ra con đường hoàn thiện bản vương khai thiên kinh, đó chính là đem cửu thiên, cửu đại thiên giới cũng dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh của mình. Đây là một công trình vô cùng lớn, còn lớn hơn thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển. Thiên đình của Tây Hoàng rất nhiều, cũng khó khăn hơn rất nhiều, không thể một lúc là có thể xong được. Ngọc thụ khai thiên, thanh giả vi thiên, chọc ra vi địa, cửu thiên thập địa, thập điện thiên đình, như thế mới có thể hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ được. Tuy nhiên, cấm pháp của Tây Hoàng không có bất cứ văn tự truyền lưu nào, chỉ có thể suy diễn tinh hoa tâm pháp từ thế giới do khí thế của ông ta biến thành. Không thể nghi ngờ, đó là một công trình vô cùng lớn, tiêu tốn thời gian cực dài, không phải 1-2 năm là có thể hoàn thành, chỉ sợ cũng phải suy diễn hơn 10 năm, thậm chí là mấy trăm năm. Ta không có nhiều thời gian như vậy, đành phải để thiên địa pháp tướng thứ hai ở lại đây thôi, cho nó suy diễn tâm pháp của thiên đình Tây Hoàng. Diệp Húc nghĩ thế, bèn tế kiều đỉnh lên. Hạ từng đường bên trong đỉnh đã bị luyện hóa đến hấp hối. Hắn trực tiếp tế chiêu hồn phiên lên, mặt phiên rung lên thu đi hồn phách của lão quái vật nguyên thần bất diệt này, lập tức rút ra thiên địa pháp tướng của lão, sinh sôi mà luyện hóa. Đủ loại vu bảo của hạ từng đường, bao gồm kiều đỉnh, đều bị Diệp Húc cướp hết. Sau khi chết, chỉ để lại một tòa vô hồn giới 8 tầng do Ngọc Lâu hình thành. Diệp Húc cũng không động đến tòa vô hồn giới này mà thu vào trong Ngọc Lâu, chờ khi trở về Quan Tinh Phong sẽ đặt nó lên trên đỉnh Quan Tinh Phong để mọi người thuộc môn hạ của hắn thăm dò tầm vào. Hắn giữ lại thiên địa pháp tướng của hạ tầng đường đến suy diễn tâm pháp thiên đình của Tây Hoàng, bản thân hắn thì tìm kiếm cánh cửa bước vào tầng tiếp theo của Nam Thiên Môn. Thiên địa pháp tướng thứ hai tương đương với Diệp Húc thứ hai, hắn để lại pháp tướng thứ hai cũng bớt đi công việc khổ não tự mình đến suy diễn tâm pháp của Tây Hoàng. Khi ở Quy Tàng Môn lĩnh Tây, Đông Hoàng Mục từng nói trong Nam Thiên Môn có thể có bảo vật của Đông Hoàng gia bọn họ. Ta tiến tới bây giờ vẫn chưa phát hiện món bảo vật nào là của Đông Hoàng gia cả. Hay là nó ở bên trong hai tầng cuối của Nam Thiên Môn đây. Không bao lâu, Diệp Húc cũng tìm được cánh cửa tầng thứ 8. Nó nằm ở trong tay của thi thể Tây Hoàng. Bàn tay của vị Vu Hoàng thượng cổ này mở ra, trong tay nâng một cánh cửa. Diệp Húc lập tức bỏ qua ý định tiến vào trong đó,
cướp đoạt bảo vật trong hai tầng cuối của Nam Thiên Môn này. Tây Hoàng chính là vị vua hoàng hùng mạnh nhất mà hắn biết. Mặc dù là Chu Vũ Mục Vương được xưng là vua hoàng mạnh nhất hơn 10 vạn năm, e là cũng không sánh bằng ông ta. Suy cho cùng, Tây Hoàng thậm chí khiến cho Thanh Đế tự mình ra tay giết chết, mà Chu Vũ Mục Vương lại không có cái tư cách này. Diệp Phúc không hề nghi ngờ rằng, dù mình điều khiển thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn dựa vào thân thể Nhân Hoàng cũng sẽ không đi đến được trước người Tây Hoàng, nếu không chắc chắn sẽ bị đè chết. Chỉ có cấm báo mới có thể đối kháng được với hơi thở mà Tây Hoàng để lại. Lấy thực lực của ta hiện nay thì vẫn còn thiếu rất nhiều, đành phải chờ đến khi thực lực của ta cao thâm rồi lại tiến vào không gian hai tầng cuối cùng của Nam Thiên Môn, xem trong đó rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Diệp Phúc rời khỏi Nam Thiên Môn đi ra bên ngoài, chỉ thấy hư không nơi hắn đứng hỗn loạn một mảnh. Những tiểu hành tinh lơ lửng cách đó không xa cũng bị đánh cho nát. Giải tinh thạch kéo dài hơn 10.000 dặm đã không cánh mà bay. Thậm chí hắn còn nhìn thấy trong hư không có một lỗ hổng, dấu vết chó cắn thật lớn đang từ từ khép lại. Lão tử không phục, ba người các ngươi âm ta. Già La Minh Tôn nổi giận không ngừng chỉ bậy. Già La, ba người chúng ta đều thua trong tay con chó này, đương nhiên là phải hết lòng tuân thủ ước định, tôn nó lên làm đệ nhất đại tôn vương, hay là ngươi muốn lật lọng đây? Tu Đề Minh Tôn âm trầm nói. Không sai, cũng không phải chỉ có một mình ngươi thua trong tay con chó này đâu, còn có hai người chúng ta lót đáy cho ngươi nữa kìa. Bảo Hiền Minh Tôn cười ha hả nói. Già La Minh Tôn giận dữ rít gào. Mụ nội nó, con chó này vốn chẳng thể tế được một con cự thú viễn cổ cấp bậc Nhân Hoàng, rõ ràng hai tên hỗn cẩu các ngươi âm thầm giúp nó mà. Diệp Húc tò mò vạn phần, chỉ thấy Hạo Thiên Khuyển vênh váo tự đắc lui tới lui đi giữa ba người, đuôi thì dựng thẳng tắp như một cây gậy đầy lông, đắc chí nói không nên lời. Con chó chết tiệt, đồ sâu bọ, đồ châu bò ngu ngốc, có giỏi thì đến trước mặt chủ công rồi đấu lại một trận đi. Già La Minh Tôn nhe răng kề gằn lạnh lùng mà nói. Ha ha, con bọ cạp kia, ngươi tưởng lão tử sợ ngươi sao? Bảo Hiền Minh Tôn sát khí ngút trời, nắm lấy tam so kích không hề nhượng bộ. Diệp Húc khó khăn một tiếng mới hạ giọng nói. Các vị, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hỏi kỹ mới biết được ngọn nguồn. Vốn là Già La Minh Tôn và Tu Đề Minh Tôn tranh đấu, cuối cùng dựa vào tu vi mạnh mẽ áp Tu Đề Minh Tôn một bậc, đạt được thắng lợi. Nhưng trong lúc đấu với Hạo Thiên Khuyển, Già La Minh Tôn lại bị Hạo Thiên Khuyển tế thi thể một con tế yêu cự khuyển đã tu luyện đến Nhân Hoàng kỳ lên, đánh cho lão tan tác tả tơi, không thể không nhận thua. Thi thể con tế yêu cự khuyển này chính là mẹ của con hắc cầu kia, táng trong bụng Hạo Thiên Khuyển. Đường đường cự thú viễn cổ Nhân Hoàng kỳ nên thực lực của nó mạnh hơn Già La Minh Tôn trăm lần. Nhưng lấy tu vi của Hạo Thiên Khuyển thì còn xa mới đạt được tới trình độ có thể tế xác chết của mẹ nó lên. Nguyên do trong này đương nhiên là do Tu Đề và Bảo Hiền âm thầm giúp đỡ. Ý của Bảo Hiền là ba người mất mặt còn hơn một người, mà Tu Đề thì lại là ba người mất mặt còn hơn hai người mất mặt. Hai tên hỗn cẩu này không mưu mà hợp, âm thầm giúp Hạo Thiên Khuyển một tay tế mẫu thân của nó lên, đánh lén Già La Minh Tôn, lấy phương thức quỷ dị này mà kết thúc. Mà con chó đen nhỏ miệng đầy thô tục kia đã trở thành đệ nhất tôn vương theo mong muốn của nó. Kết quả này khiến Diệp Húc chẳng biết nói gì hơn. Diệp Húc tuyệt đối không ngờ là cuối cùng con phá cẩu Hạo Thiên Khuyển này lại chiến thắng ba vị đại minh tôn vương, trở thành đệ nhất tôn vương. Kỳ thực hắn cũng biết trong bụng con phá cẩu này có đồ, làm cự thú viễn cổ trong coi hoa viên cho Nghệ Hoàng thì sao lại không có chút bảo bối phòng thân cho được. Nhưng hắn lại không hề ngờ được rằng là Hạo Thiên Khuyển lại táng mẫu thân của nó trong không gian trong bụng. Đây chính là một con cự thú viễn cổ hung danh lan xa, có thể nuốt được cả trời, cả trăng và sao. Thực lực còn trên 6 con cự thú viễn cổ bị Nghệ Hoàng khóa lại và lôi kéo Bắc Khải biết cảnh kia. Đừng nói Già La Minh Tôn không phải là đối thủ, cho dù các cường giả đứng đầu thánh địa đến cũng trực tiếp bị ném bay, chỉ có thể chạy trốn. Đám người Già La Minh Tôn còn đang nhao nhao cãi nhau, tranh chấp không ngớt, cũng thật khó trách, bọn họ chính là đại minh tôn vương cao cao tại thượng, hiện giờ lại bị thua trong tay một con chó, mặt mũi mất hết. Quan trọng nhất là con chó này thoạt nhìn nhỏ gầy như chưa dứt sữa, chẳng đủ để cho ba vị đại minh tôn vương kia nhét kẽ răng. Được rồi, không tranh cãi nữa. Diệp Phúc thấy thật nhức đầu, nếu như Già La Minh Tôn trở thành đệ nhất tôn vương, lấy thực lực của lão còn có thể khiến cho kẻ dưới phục tùng, áp đảo được Tu Đề và Bảo Hiền. Nhưng đổi lại, con cún đen Hạo Thiên Khuyển không thể dựa vào này, thật sự là quá không thể dựa vào, đừng hòng ngăn chặn được ba vị đại minh tôn vương này. Đệ nhất đại tôn vương sẽ cạnh tranh 10 năm một lần, giờ thì Hạo Thiên Khuyển sẽ là đại tôn vương, chờ 10 năm sau lại tỉ thí tiếp. Diệp Phúc cẩn thận suy xét một lát, bất đắc dĩ mà nói. Đám người Già La Minh Tôn thoáng an phận, Diệp Phúc lại mời bọn họ vào trong Ngọc Lâu để nghiên cứu thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn. Lần này hắn đi Hàn Nguyệt Cung đương nhiên không thể quang minh chính đại mang theo ba vị đại minh tôn vương nghênh ngang vào Hàn Nguyệt Cung cầu hôn.
Nếu như làm như vậy thì đó chẳng phải là cầu hôn nữa mà là đi đập bãi rồi. Nhưng Hạo Thiên Quyển thì giờ phút vẫn mang theo bên mình. Ánh trăng dâng lên từ phương xa im hơi lặng tiếng, tiến đến gần, càng lúc càng lớn. Diệp Phúc ngưng mắt nhìn, chỉ thấy vầng trăng này sáng như tinh cầu, âm ầm kéo đến vô cùng rộng lớn. Phía trên ánh trăng có không biết bao nhiêu cung điện, kiến trúc to lớn. Đó là nơi ở của ngoại môn Hàn Nguyệt Cung, bản bộ của nó lại ở trong một chỗ bí cảnh. Kiến trúc trên ánh trăng này chỉ là một cơ cấu cấp thấp mà thôi. Muốn đi vào Hàn Nguyệt Cung thì chỉ có đi đến trước ngoại môn Hàn Nguyệt Cung, sau đó nhờ sự dẫn dắt của đệ tử Hàn Nguyệt Cung mới có thể chân chính tiến vào trong cung, được thấy diện mạo thật sự của môn phái mạnh nhất ma đạo này. Diệp Húc lấy Đại Uy Long chiến hạm ra, tế luyện qua một phen rồi mang theo Hạo Thiên Khuyển đứng trên đầu chiến hạm. Long buồm phất với, cự hạm hoành không chạy tới ánh trăng. Hắn mới bước đến trên mặt trăng thì những vầng mặt trăng nhỏ từ phía dưới đột nhiên dâng lên, đều hướng đến Đại Uy Long chiến hạm. Những mặt trăng đó dừng lại ở xa, hóa thành 10 cô thiếu nữ xinh đẹp đứng nhìn chiến hạm. Trong đó một cô gái áo xanh cất cao giọng nói: "Xin hỏi là vị tiền bối nào đến Nguyệt Cung ta vậy? Đến có chuyện gì vậy?" "Không dám xưng tiền bối." Diệp Phúc đứng ở đầu thuyền, chắp tay cười nói: "Hoàng Tuyền Thánh Tông, Phong chủ Quan Tinh Phong, Diệp Phúc, Diệp Thiếu Bảo, kính chào các vị sư tỷ." "Diệp Thiếu Bảo sao?" Các thiếu nữ đều lộ ra vẻ cảnh giác, hiển nhiên là thanh danh của Diệp Phúc kia cũng chẳng tốt lành gì, thậm chí còn truyền tới các đại phái không hiện thế như Hàn Nguyệt Cung. Cô gái áo xanh kia cẩn thận nói: "Diệp Phong chủ, Hàn Nguyệt Cung ta có đắc tội gì không?" Diệp Phúc không nhận được bật cười, lắc đầu nói: "Đương nhiên là không có rồi. Lần này thiếu bảo đến là muốn hướng quý cung cầu hôn. Hơn nữa tại hạ còn có tín vật trong tay." Hắn huy tay áo phất một cái, một chiếc ngọc bội hình mặt trăng bay ra, rơi vào trong tay cô thiếu nữ áo xanh kia. Thiếu nữ kia cúi đầu xem xét cẩn thận, thấp giọng nói: "Quả thật là tín vật trong cung ta. Hơn nữa chỉ có đệ tử nòng cốt thuộc tông chủ nhất mạch mới có thể có được tín vật như vậy." Những thiếu nữ đó trao đổi một lát đều cười nói: "Đã có tín vật, vậy còn mong Diệp Phong chủ đi xuống dưới chờ một lát để chúng ta khoản đãi khách quý." Diệp Phúc khẽ mỉm cười, Đại Uy Long chiến hạm lướt qua, đi đến bên người những thiếu nữ Hàn Nguyệt Cung kia. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ của hắn, các thiếu nữ kia lập tức không đứng vững được, bị mặt trời trong thế giới sau lưng của hắn hấp dẫn mà đến, đều rơi xuống thuyền. Chỉ nghe tiếng ong ong không ngừng vang lên bên tai, từng mặt trăng hiện ra khỏi cơ thể bọn họ, không tự chủ được bay vòng quanh mặt trời. "Sớm nghe nói lão ma đầu này gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, quả nhiên là lúc này hắn mưu đồ gây rối mà." Thiếu nữ áo xanh kia ngẩn ra, giận dữ quát lên một tiếng, lập tức những thiếu nữ khác cũng đều khẽ kêu lên, tế lên đủ loại vu bảo. Nhất thời những loại vu bảo kỳ quái như bông hoa, cái bình, châm cài tóc, gương lược, son phấn đủ kiểu đều đánh tới Diệp Phúc. Các vị sư tỷ an tâm chớ nóng vội." Diệp Phúc khẽ mỉm cười, nâng một bàn tay lên nhẹ nhàng ép xuống, chỉ thấy những vu bảo đánh tới hắn kia đều rơi xuống, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của các nàng kia. Thiếu nữ áo xanh kia kiều nhan u ám, tuyệt vọng nói: "Ma đầu, ngươi muốn làm nhục chúng ta, cửa đều không có đâu, ta sẽ lập tức chết cho ngươi xem. Ngươi dù có được thân thể của ta cũng không chiếm được trái tim của ta đâu." Một thiếu nữ khác khóc nói. Hạo Thiên Quyền nhìn chằm chằm đám thiếu nữ đó, nước miếng chảy ròng ròng, lẩm bẩm: "Ta muốn xây tái bọn họ, muốn xây tái bọn họ quá đi." Mồ hôi tuôn rơi trên trán Diệp Phúc, hắn chừng nó một cái, thu đi thế giới sau lưng cười nói: "Các vị sư tỷ, tâm pháp mà tại hạ tu luyện cùng tâm pháp Hàn Nguyệt Cung các ngươi dẫn dắt lẫn nhau, cũng không phải là ta có ý định gây rối, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ta đây cùng có một ít bảo vật tặng các vị sư tỷ." Hắn duỗi tay khẽ búng một cái, từng món vu bảo bay ra rơi vào trong tay các thiếu nữ kia. "Ông trời ơi, là nguyên thần chi bảo." Thiếu nữ áo xanh kia ngơ ngác nhìn món vu bảo trong tay mình, không nhận được, thất thanh mà hô lên. Những thiếu nữ khác cũng vô cùng khiếp sợ, cầm vu bảo mà chẳng biết làm sao. Tu vi bọn họ không cao, nguyên thần chi bảo với bọn họ mà nói là một món của cải lớn đến khó có thể tưởng tượng được. Diệp Phúc khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: "Diệp mỗ đến lần này thật sự không có ác ý, chỉ là cầu hôn mà thôi, còn mong các vị sư tỷ dẫn đường cho." Cô gái áo xanh kia hồi thần, vội vàng cười nói: "Ngươi ngừng thuyền lại đã, chúng ta đi thông báo với sư tôn. Nơi này là do sư tôn ta phụ trách mở ra, chúng ta chỉ đi theo sư tôn tu hành." Diệp Phúc lập tức điều khiển Đại Uy Long chiến hạm đi đến giữa quần điện trong Nguyệt Cung. "Lão ma đầu này cũng là kẻ tuấn tú, sao thanh danh lại hỏng đến mức như vậy chứ?" Cô gái áo xanh kia nghiêng đầu lén quan sát Diệp Húc, thầm nghĩ: "Không biết hắn coi trọng vị sư tỷ nào đây." "Khốn kiếp, kẻ nào dám nghênh ngang xông vào Nguyệt Cung của ta như vậy, chẳng lẽ không biết đây là chú địa của Hàn Nguyệt Cung hay sao?"
Đột nhiên một tiếng quát truyền đến, Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn theo tiếng, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên bay lên từ trong một tòa nguyệt cung, lấy tay đánh một chưởng xuống đại uy long chiến hạm. Diệp Phúc dừng chiến hạm lại, nhướng mày hơi tức giận. Người phụ nữ trung niên này đi lên liền ra tay, không phân trần liền đánh ra một chưởng, định đánh chết hết người trong chiến hạm. Điều này khiến hắn rất khó chịu. Thiếu nữ áo xanh bên cạnh hắn vội vàng hô to: "Sư tôn, đừng động thủ, vị này chính là Diệp Phong chủ, Quan Tinh Phong Hoàng Tuyển Ma Tông, tới Hàn Nguyệt Cung ta có việc." Diệp Phúc dằn cơn tức xuống, bỏ qua ý định đáp lễ. Chỉ thấy người phụ nữ trung niên kia chuyển trường thành chảo, đám thiếu nữ áo xanh kia không tự chủ được bay lên dừng bên cạnh thân thể bà ta. "Diệp Ma Đầu, Hoàng Tuyển Ma Tông sao?" Trong đôi mắt bà ta tinh quang bắn ra, lạnh lùng nhìn Diệp Phúc, nhìn từ trên xuống dưới, rồi cười lạnh nói: "Tiểu Ma Đầu, người tới Hàn Nguyệt Cung ta là có chuyện gì? Hàn Nguyệt Cung ta không chào đón các hạ, còn mời các hạ mau rời đi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí." Thiếu nữ áo xanh kia vội vàng giải thích: "Sư tôn, Diệp Phong chủ tới cầu hôn, hắn còn có tín vật ở trong tay." Dứt lời, cô ta vội vàng giao chiếc ngọc bội minh nguyệt cho bà ta. Diệp Phúc cười nói với sắc mặt ôn hòa: "Vị sư tỷ này, lần này tại hạ tới thật sự không có ác ý, mà là tại hạ tình đầu ý hợp với Tô Kiều Kiều của cuối cùng, bởi vậy đặc biệt tới để cầu thân. Miếng ngọc bội này chính là tín vật nàng giao cho ta." Người phụ nữ này lướt ngọc bội một cái, nghe thấy Diệp Phúc nói lời này liền thu ngọc bội lại, cười lạnh nói: "Cầu hôn sao, buồn cười. Người có biết Tô Kiều Kiều là ai không? Cô ta chính là đệ tử quan môn của cung chủ Hàn Nguyệt Cung ta, có thân thể ngũ hành, lại là cung chủ tương lai. Ngươi có thân phận gì, thanh danh gì, cũng dám tới tao mồm đòi cầu hôn hay sao?" Diệp Phúc khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: "Vị sư tỷ này, ta tới cầu thân, không phải đến nghe ngươi nói linh tinh đâu." Người phụ nữ trung niên kia tức giận quá mà cười, hung tợn nói: "Tiểu ma đầu, ngươi tới cầu hôn cái thái độ này sao? Đừng tưởng ngươi có tín vật, cho ngươi vào cung cầu kiến hay không còn dựa vào ý niệm của ta kìa. Hàn Nguyệt Cung ta không chào đón ngươi, ta đếm 3 tiếng, nếu ngươi không rời đi thì đừng trách ta lòng lang dạ sói. 1. Diệp Phúc nhíu mày, kiềm chế sự khó chịu trong lòng, chắp tay nói: "Mong vị sư tỷ này châm chước cho Diệp mỗ một chút." Thiếu nữ áo xanh kia cũng khuyên nhủ: "Sư tôn à, Diệp Phong chủ thực sự không có ác ý đâu, thậm chí hắn còn tặng cho mỗi người chúng ta một món nguyên thần chi bảo làm lễ gặp mặt, ra tay rất hào phóng kìa." "Ngạc Nhi, ngươi hồ đồ rồi, một món nguyên thần chi bảo đã mua chuộc được ngươi rồi hay sao?" Bà ta phất tay tắt nàng kia một cái, cười lạnh mà nói: "Ma đầu này làm nhiều việc ác, một bụng quỷ kế, có khi dùng đám vô bảo này mua chuộc các ngươi để tiến vào Hàn Nguyệt Cung ta làm sằng làm bậy. Hàn Nguyệt Cung ta có vô số bảo vật, nếu chẳng may bị hắn ta chụp đi mất một món thôi, lột da của các ngươi ra còn chưa đủ kìa." "Hay." Bà ta giơ thẳng hai ngón tay lên, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Phúc, lạnh lùng nói: "Tiểu ma đầu, đừng thấy tên tuổi của ngươi vang xa như vậy, có kẻ còn so sánh với ngươi ngang với cường giả Tam Bất Diệt Cảnh, thế nhưng ta đã khổ tu 700 năm rồi, tu thành pháp tướng chân thân, bắt ngươi là chuyện cực kỳ đơn giản. Cho ngươi biết Hàn Nguyệt Cung ta không phải chỉ có hư danh, giờ ngươi biến đi còn kịp." Diệp Phúc thở dài, không nói gì nữa. 3. Người phụ nữ trung niên kia rốt cuộc cũng đếm tới 3, lập tức quát to một tiếng, sau lưng hiện ra pháp tướng chân thân, cầm một cây trường tiên màu bạc, hung tợn quật tới Diệp Phúc. "Cả đời Diệp mỗ chưa từng bị ai khinh bỉ, ai khinh thường ta, ta lập tức giết kẻ đó." Diệp Phúc thản nhiên cười một tiếng, vươn một ngón tay ra, khẽ đẩy một cái, sợi ngân tiên kia gào thét quay về, cuốn chặt lấy pháp tướng chân thân của người phụ nữ trung niên, khiến bà ta không thể thoát thân. Hắn đè ngón tay xuống, hai đầu gối pháp tướng chân thân của bà ta ầm ầm quỳ xuống, ra sức giãy giụa cũng không thể đứng dậy được. Diệp Phúc hạ giọng nói: "Ta tới cầu thân chứ không phải tới để bị khinh thường, người còn dám khiến ta bực mình nữa, Diệp mỗ sẽ không tới cầu thân mà là đánh giết vào Hàn Nguyệt Cung, cướp đi người con gái của ta." Người muốn ta giết người sao?" Diệp Phúc khẽ ấn ngón tay, ép cho bà ta quỳ xuống mặt đất không thể động đậy. "Chủ công, ăn luôn bọn họ đi." Hạo Thiên Khuyển, con phá cầu kia kích động phát run lên, kêu gào không ngừng. Người phụ nữ trung niên kia vốn không hề ngờ Diệp Phúc lại dám tắt tay ở nơi dừng chân của Hàn Nguyệt Cung này, lại càng không thể ngờ rằng với thực lực tam tương cảnh pháp tướng chân thân của bà ta lại không thể đánh ra dù chỉ là một chiêu, đã bị Diệp Phúc dễ dàng chấn áp. Diệp Phúc thậm chí còn chưa dùng đến toàn bộ thực lực của mình mà chỉ ra chút lực đã ép pháp tướng chân thân thể bà ta không thể động đậy, khiến bà ta không thể không quỳ xuống đất. Thực lực của Diệp Phúc vốn đã không thể dùng tu vi để mà đánh giá, từ khi ở trong cảnh nội đại đường hắn đã có thể một mình chống lại không biết bao nhiêu đại phu đầu sỏ, thậm chí đánh chết Lý Tiên Vương,
dùng một chiêu chấn áp Thiên Bằng Đại Thánh, đánh trọng thương Hưng Tượng Đại Sư. Thực lực của những người kia ai lại không cao hơn ả đàn bà trung niên kia đây? Huống hồ một hồi phong nguyệt giữa Diệp Húc và Tô Kiều Kiều, nhật nguyệt cùng tế khiến tu vi của hắn tăng nhiều, trừ bỏ khiếm khuyết tẩu hỏa nhập ma, lại trực tiếp xông lên cảnh giới hợp thể kỳ. Cho dù là thực lực hay tu vi đều tăng lên một thật lớn, cho nên người phụ nữ trung niên kia hoàn toàn không thể sánh bằng. Đám thiếu nữ áo xanh tên Ngạc Nhi kia khiếp sợ nhìn Diệp Húc đứng ở mũi thuyền kia không biết phải làm gì. Khi nói chuyện với các nàng, Diệp Húc vốn một bộ dạng tốt bụng, giúp đỡ mọi người, tao nhã tuấn lãng, làm cho mọi người ta như tắm gió xuân vậy. Nhưng lúc này hắn tức giận, tuy vẫn thản nhiên như trước, nhưng lại có sát ý như có như không, khiến cho bọn họ không rét mà run. Đây là sát ý đã trải qua sát phạt rèn luyện, trong đó mơ hồ có loại hơi thở có thể nắm được sự sống cái chết của kẻ khác ở trong tay. Sư tôn của các nàng kia tuy là đầu sỏ tam thương cảnh, luyện thành pháp tướng kim thân, nhưng ở trước mặt Diệp Húc lại chẳng thể sử xuất bất cứ thứ gì oai phong trước mặt Diệp Húc cả. Ngược lại để cho bọn họ cảm giác như một con kiến đang kêu gào trước một con voi. Voi không thèm để ý, bởi vì con kiến chả có chút uy hiếp gì với voi cả. Nhưng nếu kiến làm ầm quá đáng, voi cũng sẽ không do dự nhấc chân lên giẫm chết kiến. Sư tôn các nàng chính là con kiến kia, mà Diệp Húc thì lại là voi. Tiểu ma đầu, ngươi dám bắt ta quỳ xuống sao? Người phụ nữ trung niên kia cố gắng dây dụa nhưng không thể nào thoát khỏi sự chấn áp của Diệp Húc. Trong lòng bà ta vừa kinh hãi lại vừa nổi giận, lớn tiếng mà quát: ngươi đây là đang khiêu khích Hàn Nguyệt Cung ta, ma đầu, đời này ngươi đừng hòng vào cung cầu hôn, thậm chí còn có thể chết trong tay Hàn Nguyệt Cung ta kìa. Bà ta thật độc ác, không ngừng mắng chửi: đừng nói là ngươi chết, cho dù là Hoàng Tuyển Ma Tông cũng phải chết cả. Hoàng Tuyển Ma Tông chẳng qua chỉ là một môn phái xếp thứ tư trong sáu phái ở trước mặt Hàn Nguyệt Cung ta, ngay cả cái rắm cũng chẳng phải kìa. Diệp Húc đứng ở đầu thuyền đại uy long chiến hạm, long kỳ ở sau lưng bay phần phật, trên mặt cờ là một con đại uy thiên long dương nanh múa vuốt dữ tợn hung ác. Hắn khẽ nhíu mày, hắn từng giao tế với đệ tử Hàn Nguyệt Cung như Hiên Chủ Tử Uyển Hiên ở Hải Ngoại Tiên Các, lại tỷ như Lộ Giao Già, Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt. Những người này đối xử với người khác rất ôn hòa, không hề có điệu bộ lên mặt nạt người của đệ tử đại phái. Nhưng người phụ nữ trung niên phụ trách xử lý Hàn Nguyệt Cung này lại không có loại khí phụ kia, ngược lại như một ả đàn bà chanh chua vậy. Nếu người đã muốn chết, Diệp Húc nói với khuôn mặt không chút thay đổi, long kỳ phía sau lại càng bay phần phật. Hắn đang định giải quyết ả đàn bà này, đột nhiên một giọng nói giòn giã vang lên: Diệp sư huynh, đừng vội ra tay. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại thì thấy hai cô gái đạp ánh trăng bước đến. Mạc Tăng Tăng giống như yêu tinh đang nhảy múa trong ánh trăng, điềm tĩnh dụ hoặc không nói lên lời, mà Tích Hàn Nguyệt lại quần áo tung bay, dáng người thiết tha, càng lộ ra vẻ thần bí động lòng người. Sư huynh, cần gì phải tức giận như vậy? Tích Hàn Nguyệt vẫn luôn dịu dàng yếu ớt như trước, nhẹ nhàng nói: Nhạc sư tỷ cũng không định mặc đắc tội, mong sư huynh tha cho tỷ ấy một lần. Diệp Húc khẽ mỉm cười, tán chỉ lực đi, nói: ta cũng không muốn đắc tội Hàn Nguyệt Cung, chỉ là không quen bị khinh bỉ mà thôi. Nếu như Tích sư muội đã nhờ, vậy ta sẽ bỏ qua cho ả một lần, lần sau không thế này đâu. Người phụ nữ trung niên kia thoát khỏi sự chấn áp của Diệp Húc, xoay người đứng lên, mặt lạnh như hàn xương, mở miệng mà mắng: tiểu ma đầu. Diệp Húc khẽ búng ngón giữa, bà ta giống như bị một cái chùy vô hình đánh trúng ngực, miệng không ngừng hộc máu, vù một tiếng bay lên, bị đánh bay đến mấy ngàn dặm, thân thể cùng pháp tướng chân thân suýt nữa thì tan rã. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát được, khiển trách ngươi một chút, miễn cho ngươi không hiểu quy củ. Diệp Húc thản nhiên cười nói. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt liếc nhau cũng chẳng biết làm sao. Hai người bọn họ biết tính của Diệp Húc, nếu ngươi đối xử tốt với hắn, hắn cũng sẽ đối đãi tốt với ngươi, nhưng nếu ngươi đối nghịch với hắn, hắn sẽ không hề lưu tình. Nhạc sư tỷ tự đại đã quen rồi, cũng bị Hàn Nguyệt Cung làm hư, cứ tưởng rằng Hàn Nguyệt Cung là thiên hạ vô địch, lại không hề biết rằng trong thiên hạ này cũng có không biết bao nhiêu người không e sợ Hàn Nguyệt Cung ta. Hai người thầm nghĩ: Diệp sư huynh, lần này huynh tới Hàn Nguyệt Cung ta là có chuyện gì vậy? Mạc Tăng Tăng cười nói. Diệp Húc có phần ngại ngùng, sắc mặt ửng đỏ, cười nói: cầu hôn. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt liếc nhau, sắc mặt hai nàng đều đỏ lên. Tích Hàn Nguyệt cúi đầu xuống, ngón tay nhéo nhéo góc áo, giọng nhỏ như mũi kêu: sư huynh, chúng ta mới ở chung có vài ngày, cầu hôn cũng quá nhanh đi, người ta còn chưa chuẩn bị tốt mà. Huynh xem chúng ai giữa ba người muội, Hàn Nguyệt còn có Lộ sư tỷ nữa kìa. Mạc Tăng Tăng nhanh mồm nhanh miệng, cười khanh khách nói. Diệp Húc ngẩn ra cuống quyết giải thích: không phải như muội nghĩ đâu. Chẳng lẽ huynh muốn cả ba người bọn muội hay sao? Sắc mặt của Mạc Tăng Tăng chuyển lạnh, cười lạnh nói:
Diệp sư huynh, khẩu vị của huynh cũng quá lớn thì phải. Một lần cưới ba, huynh ăn nổi hay sao? Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Diệp Húc, hắn cuống quýt giải thích một phen, miễn cho hiểu lầm quá sâu. Hắn cười nói, ta với Kiều Kiều là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã đính hôn rồi. Nhưng Kiều Kiều là đệ tử cung chủ Hàn Nguyệt Cung, đương nhiên không thể chậm trễ, nên cầu hôn rồi, định ra chuyện hôn nhân trước, sau mới có thể cưới nàng ấy được. Hóa ra là Tô muội muội. Trong lòng Mạc Tăng Tăng có chút mất mát, nhưng từ trước đến nay nàng ta luôn tùy tiện, nhanh chóng ném mất mát ra sau đầu, ngược lại bắt đầu chúc mừng cho Diệp Húc. Chỉ có Tích Hàn Nguyệt sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt, im lặng không nói câu gì. Mạc Tăng Tăng liếc nàng ta một cái, thở dài một tiếng trong lòng, lập tức cười nói với Diệp Húc, sư huynh, mảng Nguyệt Cung này chính là một phân bộ của Hàn Nguyệt Cung ta, chỉ phụ trách tiếp đãi khách quý mà thôi. Đệ tử Hàn Nguyệt Cung ta muốn đi vào cung không cần Nhạc Sư Tỷ mở ra biết cánh, hai bọn muội cũng có thể mang huynh vào. Diệp Húc mừng rỡ, vội vàng nói tiếng cảm ơn. Sao lại cảm ơn chứ, huynh cưới Tô sư muội rồi, chúng ta chính là người một nhà. Huống chi huynh đã cứu bọn muội mấy lần, muội đã từng cảm ơn huynh chưa? Mạc Tăng Tăng cười khanh khách nói. Sau lưng của nàng lập tức có một vòng mặt trăng sáng dâng lên, lơ lửng giữa không trung, không ngừng bay lên trên khoảng không. Vầng trăng này càng bay càng xa, đến nơi cách Nguyệt Cung khoảng tầm ngàn dặm, hư không dần dần trở nên sáng rực như ngọc lưu ly. Một cửa vào bí cảnh giống như một cái ao nước hiện ra. Ở một góc của cái ao nước này, bảy vầng mặt trời đang chậm chậm xoay tròn xung quanh một lục địa hình bán cầu thật lớn. Bảy mặt trời kia hiển nhiên là một loại trận pháp có uy năng cực kỳ hùng mạnh. Diệp Phúc thoáng nhìn qua đã thấy được uy lực của nó, có lẽ không hề thua kém Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cùng Trụ Quang Đại Trận bảo vệ Chu Thiên Tinh Cung. Dùng bảy mặt trời để bày ra đại trận bảo vệ, Hàn Nguyệt Cung ra tay đúng là làm cho người ta phải kinh ngạc mà. Diệp Phúc thấy kinh hãi, so sánh với những thánh địa hắn từng chứng kiến, dường như chỉ có Chu Thiên Tinh Cung mới có bút tích lớn như vậy. Mà lục địa hình bán cầu do bảy mặt trăng vần quanh kia hẳn là tổng đàn của Hàn Nguyệt Cung. Lục địa hình bán cầu cực lớn này có lẽ là một bí cảnh viễn cổ, là một ngôi sao vỡ nát rộng lớn ngàn vạn dặm. Diệp Húc tuy chưa tiến vào trong bí cảnh nhưng đã cảm nhận được thái âm khí vô cùng đậm đặc truyền tới, hơn hẳn mặt trăng dưới chân hắn, ước chừng phải hơn 10 vạn lần. Chẳng lẽ khối lục địa hình bán cầu này chính là một mặt trăng thể viễn cổ ư? Diệp Húc chợt nghĩ tới điều đó, bèn hỏi Mạc Tăng Tăng. Ở chính giữa bí cảnh này có mọc một cây quế hoa cao mấy trăm vạn trượng, cành lá che trời, bao la bát ngát. Dưới tảng cây là rừng rậm tùm, đôi lúc chuyển đến tiếng gầm to chấn động bốn phương, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy một hai loại cự thú viễn cổ sinh sống ở trong đấy. Sư huynh quả là tinh mắt mà. Mạc Tăng Tăng tán thưởng một tiếng cười nói. Đây là bí cảnh do tổ sư khai phái tìm được, tên là Quảng Hàn Cung, nghe nói là tiên cảnh nơi ở của Quảng Hàn tiên tử thầy viễn cổ. Sau khi lục đạo tan biến thì Quảng Hàn Cung cũng vỡ nát đi, tổ sư tìm được nơi đây liền kiến tạo nên Hàn Nguyệt Cung, bắt tới bảy mặt trăng luyện thành thủ hộ đại trận bảo vệ tổng đàn Hàn Nguyệt Cung. Diệp Húc vô cùng khâm phục Nga Hoàng, vị tiên hiền thượng cổ này. Vị nữ tử này chẳng những sáng lập ra môn phái nữ tử hùng mạnh nhất mà còn tạo ra cho nơi đây như một thiết tùng giang sơn. Cho dù là mở bí cảnh hay luyện sao thành vu bảo đều cần tu vi vô cùng thâm hậu. Thực lực của Nga Hoàng, vị nữ vô hoàng này đã đủ để tiêu ngạo của Kim. Tiền bối tiên hiền, trí tuệ khí phách khiến người ta phải thán phục mà. Diệp Húc không nhận được cảm thán. Sư huynh, chờ huynh vào Hàn Nguyệt Cung của muội rồi, cảm thán cũng không muộn mà. Mạc Tăng Tăng cười khanh khách nói. Ba người đang định tiến vào thánh địa Hàn Nguyệt Cung thì đúng lúc này những tia sáng vô cùng chói mắt dâng lên từ đằng xa. Ở nơi cách Hàn Nguyệt Cung mấy trăm ngàn dặm, một mặt trời chói chang đột nhiên dâng lên vô cùng nóng bỏng, ngọn lửa tuôn đến khắp nơi như nước thép đặc, uy năng vô cùng minh mông. Vầng mặt trời chói chang này lớn gần như có thể sánh với tinh cầu dưới chân Diệp Húc, vô cùng khủng bố. Bên trong nó có một con tam túc kim ô thật lớn bay ra, rít gào không ngừng. Tiếng gió rít khiến cho hư không mấy vạn dặm dầm dầm sụp xuống từng mảng. Cách vầng mặt trời này không xa lại truyền đến những tiếng sóng biển thành từng đợt, sau đó chỉ thấy một dòng ngân tuyến trắng toát cuộn kéo đến từ sâu trong vũ trụ. Ngân tuyến càng lúc càng gần, càng dài càng rộng, ầm ầm kéo tới, cũng là một con sông hoàng tuyền lớn hoành không mấy triệu dặm, vù một tiếng đâm xuyên qua mặt trời, gần như làm cho mặt trời bị dập tắt. Ồ, đây là hai vị nhân hoàng đang giao thủ ở trên không trung. Diệp Húc vô cùng buồn bực, mặc kệ là mặt trời và tam túc kim ô hay sông hoàng tuyền, hắn đều hiểu rất rõ. Loại thứ nhất chính là dị tượng của Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh cấm pháp của Thái Dương Thần Cung, Bàn Vương Thay Khiên Kinh của hắn cũng tham khảo môn cấm pháp này. Loại thứ hai chính là dị tượng
của Bích Lạc, Hoàng Tuyền, Ma Thiên Cấm Điển, cấm pháp của Hoàng Tuyền Ma Tông. Cảnh tượng Hoàng Tuyền lạc nhật này thật rộng lớn, khiến đám người Diệp Phúc nhìn mà chấn động. Hai vị nhân hoàng đánh cho trời sụp đất nứt. Những luồng năng lượng mạnh, dữ dội đánh vào nhau trên hư không giống như những hòn đá rơi vào hồ nước vậy, gợn lên những gợn sóng nhanh chóng, lan đến gần ánh trăng. Nguyên thần của Diệp Phúc đang chấn thủ, hắn vô cùng buồn bực trong lòng. Bá chủ Hoàng Tuyền Ma Tông xuất hiện ở nơi đây đã đủ kỳ quái, mà càng kỳ quái hơn lại chính là nhân hoàng của Thái Dương Thần Cung cũng xuất hiện ở nơi đây. Quan hệ giữa Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung cũng không hề hòa thuận. Từ trước đến nay, có cách nói mặt trăng mặt trời không bao giờ gặp nhau. Mặt trời xuất hiện vào ban ngày, mặt trăng xuất hiện vào ban đêm. Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung cũng vì nguyên nhân nào đó mà trong lịch sử từng ra tay với nhau. Hai nhà có thể nói là kẻ thù truyền kiếp. Mà hiện giờ, nhân hoàng của Thái Dương Thần Cung lại xuất hiện ở gần Hàn Nguyệt Cung. Điều này khiến cho Diệp Húc rất tò mò. Trận chiến giữa nhân hoàng khủng bố như thế, uy lực to lớn như thế, nếu mà đánh ở thế giới vô hoang, e là ngàn dặm đất đai đồi núi đều sẽ bị chôn vùi cả. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc nhìn thấy nhân hoàng toàn lực ra tay, so với vị nhân hoàng Hạ gia Trung Châu lại càng khủng bố. Lúc trước Hạ Thánh Chủ ra tay đối phó với hắn vẫn chưa khiến cho hắn để trong lòng, chỉ là ra tay cách trăm núi ngàn sông, mà lúc này lại là hai vị nhân hoàng giao phong chính diện, uy lực không gì sánh nổi. Ở xa xa, hai vị nhân hoàng đánh nhau đã nhanh đạt tới tình trạng không thể tách ra được. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên hiện ra một tôn thiên địa pháp tướng thật lớn, dường như so với mặt trăng dưới chân đám người Diệp Húc còn khổng lồ hơn vài phần. Tôn thiên địa pháp tướng này là một lão già tóc trắng xóa, bộ râu kia không gió thổi mà tự bay. Lão đột nhiên há miệng phun một hơi, lại là một con sông Hoàng Tuyền lớn được phun ra từ trong miệng, uốn lượn mấy vòng hoàn toàn dập tắt vầng mặt trời kia. Là Triều Sư Bá. Diệp Húc lập tức nhận ra lai lịch lão giả tóc bạc này, thất thanh mà hô. Bên trong mặt trời lụi tàn kia, một con tam túc kim ô đột nhiên bay ra, kêu lên liên tục. Tam túc giơ vuốt ra chụp vào thiên linh cái của lão giả tóc bạc. Hai con sông Hoàng Tuyền hóa thành hai con nộ long cuốn lấy lẫn nhau, gào thét bay về phía trước đón nhận tam túc kim ô. Nhưng vào lúc này, một tiếng chuông bất thình lình vang lên, một chiếc chuông đồng thật lớn hiện ra. Tiếng chuông chấn động khiến cho hư không ngàn dặm hóa thành hỗn độn hư vô, chấn vỡ hai con sông Hoàng Tuyền kia. Tam túc kim ô thuận thế hạ xuống, bắt lấy thiên linh cái của thiên địa pháp tướng của Triều Công Thiều, răng rắc một tiếng liền xốc thiên linh cái, lập tức chiếc mỏ cực lớn kia mổ xuống, mổ vỡ đầu thiên địa pháp tướng. Tôn thiên địa pháp tướng kia tuy không có đầu nhưng lại dũng mãnh vô cùng, hai tay hợp lực lại vỗ chụp cho con tam túc kim ô kia thành bánh thịt, lập tức nhoáng cái một cái đầu lại mọc ra. Chiếc chuông đồng chụp xuống định nhốt thiên địa pháp tướng của Triều Công Thiều ở dưới chuông. Đúng lúc này, một con sông Hoàng Tuyền lại ầm ầm chảy tới, kéo dài mấy trăm ngàn dặm. Cuối con sông dừng thẳng ở trên đại uy long chiến hạm của Diệp Húc. Sông Hoàng Tuyền nhanh chóng ngắn lại, Triều Công Thiều đạp sóng mà tới, hạ xuống đầu thuyền. Lão già này hai tay chống nạnh cười ha ha, hào khí ngất trời. Đông Hoàng Thương, lão tiểu tử nhà ngươi quả nhiên đủ âm hiểm, lại mang thêm một món nhân hoàng chi bảo. Có giỏi thì buông cái chuông rách của ngươi ra, dùng đao dùng thương đánh một trận với Triều gia ta nào. Lão bất tử, thiệt ngươi từng là tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông, không ngờ không biết xấu hổ mà đánh lén ta. Một tiếng hừ đầy tức giận truyền đến, chỉ thấy một con lâu thuyền thật lớn từ xa xa nhanh chóng chạy đến, hỏa thế ngút trời, chiếu rọi hư không sáng như ban ngày. Chiếc lâu thuyền này giống như được đúc trong lửa, quanh thân bốc cháy đỏ thẫm một mảnh, chỉ tiếc là nó đã rách nát, khắp nơi bị đánh ra những lỗ hổng rạn nứt, cột thuyền cũng bị đánh gãy một số. Hẳn là Triều Công Thiều ra tay đánh lén khiến cho uy năng của chiếc thuyền bất diệt chi bảo này bị tổn hao nhiều. Ở đầu thuyền có một lão già áo đỏ rất oai phong đang đứng, sắc mặt lão như cổ đồng, không giận mà tự uy, lạnh lùng nhìn thẳng vào Triều Công Thiều, thao túng chiếc thuyền bất diệt chi bảo này nhanh chóng chạy tới. Phía sau của lão thì có 6 vị cao thủ Thái Dương Thần Cung đi theo, không ai thấp hơn tam thần cảnh, đại đa số là tam thần cảnh, thậm chí còn có 2 lão quái vật tam bất diệt cảnh. Thái Dương Thần Cung có quy củ khác với các thánh địa thế gia khác. Người có thể bước vào Thái Dương Thần Cung đầu tiên là phải mang họ Đông Hoàng, sau đó là phải tu luyện đến tam thần cảnh, trở thành trong một thời gian nhất định, lúc đó mới có tư cách trở thành đệ tử Thái Dương Thần Cung. Bởi vậy, đệ tử Thái Dương Thần Cung không ai không phải là nhân vật thiên tài nổi tiếng. Chỉ cần tùy tiện đưa ra một người thôi, tu vi cũng đủ để những môn phái thế gia thánh địa khác hâm mộ không ngừng. Mà bên người lão giả áo đỏ này còn có một người quen cũ của Diệp Húc, là Đông Hoàng Mục. Sư bá, sao ngài lại đến đây vậy? Diệp Húc nhìn lão già tóc trắng bên cạnh khẽ hỏi.
ta vội tớ làm chỗ dựa cho ngươi, miễn cho ngươi không lấy được vợ về. Triều Công Thiều cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ bờ vai Diệp Húc, cười tùm tìm mà nói: Tiểu tớ, làm cho tốt vào, ta có trọng ngươi. Diệp Húc bất đắc dĩ nói: Ngài rõ ràng không đánh lại vị nhân hoàng Thái Dương thần cung kia, cho nên mới trốn đến trong lâu thuyền của ta, có được không đấy? Triều Công Thiều thổi dâu trừng mắt, cả giận mà nói: Nếu không phải lão tiểu tử Đông Hoàng Thương mang theo cái chuông rách kia, sao lão tử lại không đánh lại hắn ta được? Mười hắn ta cũng đập cho chết kìa. Đáng tiếc ta vội chạy tới nên không mang theo nhân hoàng chi bảo, không thì ta tất sẽ đánh cho lão tiểu tử này ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra đâu. Diệp Húc cẩn thận ngẫm nghĩ tình hình vừa rồi một lúc. Nếu Đông Hoàng Thương không dùng nhân hoàng chi bảo thì quả thật Triều Công Thiều sẽ chiếm thế thượng phong. Nhưng Triều Công Thiều nói ông ta có thể đánh chết 10 tên Đông Hoàng Thương thì quả đúng là khoác lác. Chiếc chuông đồng to lớn như một tòa đại lục hình chuông kia lơ lửng trên đầu đám người Đông Hoàng Thương, hỏa vân tràn ngập ra bốn phía. Chuông đồng rung lên, những luồng hơi thở hủy diệt lao thẳng đến đám người Diệp Húc, thậm chí khiến cho thông đạo thông đến Hàn Nguyệt Cung phải đóng lại. Không xong, ta không có nhân hoàng chi bảo trong tay, e là khó có thể chống lại lão tử tử Đông Hoàng Thương này được. Triều Công Thiều biến sắc, thất thanh nói. Diệp Húc bất đắc dĩ tế ngọc lâu lên rồi lấy ra Tê Hoàng Cầm. Chiếc cầm này di động trong khoảng không, không hề nhỏ hơn chiếc chuông của Đông Hoàng Thương kia. Hắn nói: Sư bá, chiếc cầm này cho ngài mượn trước, nhớ rõ là cho ngài mượn, dùng xong nhớ trả ta. Quỷ hẹp hòi. Triều Công Thiều cười mắng một câu, thiên địa pháp tướng của ông lơ lửng giữa không trung, đặt Tê Hoàng Cầm ở trên gối. Lão già này trông như một ẩn sĩ, cười to không tiếng động, hành vi phóng túng tùy ý mà gảy. Chỉ thấy dây đàn rung lên, lập tức những tiếng cầm công phạt trùng điệp mà ra, đón nhận lấy ma âm của tiếng chuông đồng. Uy năng của hai món nhân hoàng chi bảo gặp nhau lại được bá chủ nhân hoàng kỳ thúc dục, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Thậm chí cả mặt trăng bên dưới cũng đã xuất hiện những khe sâu không thấy đáy, gần như khắt cho tòa tinh cầu này thành hơn 10 mảnh. Bảo bối tốt đã. Triều Công Thiều mừng rỡ cười ha ha, tóc bạc bay múa, nhai răng cười gằn: Đông Hoàng Thương, người đến cầu hôn cho đệ tử nhà ngươi, lão tử cũng vậy. Hiện giờ lão tử cũng có nhân hoàng chi bảo trong tay, hôm nay ta xử lý hết tất cả đám đối thủ cạnh tranh các ngươi trước vậy. Ai sợ ai chứ? Đông Hoàng Thương cười lạnh một tiếng, tuy lão kinh ngạc uy lực của Tây Hoàng Cầm nhưng lại không hề sợ chút nào. Mong hai vị hãy dừng tay lại. Lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy bía cảnh Hàn Nguyệt Cung lại xuất hiện. Một chạc cây hoa quế bay ra từ trong bía cảnh, dừng ở giữa hai chiếc lâu thuyền. Cái chạc cây này to như nguyên thần của Diệp Húc, che khuất bầu trời, ẩn chứa uy năng không hề kém hai món nhân hoàng chi bảo kia, ngăn cách hai chiếc lâu thuyền lại. Hai vị đều là khách của Hàn Nguyệt Cung ta, đã là khách quý, nếu đánh hỏng nơi dừng chân của Hàn Nguyệt Cung ta, chẳng phải là làm hỏng thể diện chủ nhân hay sao? Một vị thiếu phụ mặc cung trang bay ra từ trong bí cảnh, hạ xuống trên cành cây hoa quế, tơ mang tung bay, phong tư tha thướt như tiên tử giáng trần, không dính chút bụi phàm. Nàng mỉm cười, dường như chẳng hề để ý đến chuyện hai vị nhân hoàng kia giao thủ đánh phá nơi dừng chân của Hàn Nguyệt Cung vậy. Hóa ra là Tam Cung Chủ, vừa rồi Triều Mỗ lỗ mãng rồi. Triều Công Thiều thu hồi Tê Hoàng Cầm trả lại cho Diệp Húc, vuốt chòm râu cười ha ha: Nhưng lão tiểu tử Đông Hoàng Thương này kinh người quá đáng, thấy lão già ta đây chỉ có một mình, liền tính toán giết ta đoạt bảo, cho nên mới đánh phá nơi dừng chân của quý cung, còn mong Tam Cung Chủ thứ lỗi cho. Đông Hoàng Thương tức giận đến ra mặt giật giật, hừ một tiếng, há miệng thở dốc, thế nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Vị thiếu phụ cung trang kia khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: Đều là việc nhỏ mà thôi, không đáng để nhắc tới. Ta sẽ tìm người sửa chữa Nguyệt Cung, mời các kỵ vào trong cung nói chuyện. Diệp Phúc hơi hơi chắp tay với vị thiếu phụ kia: Quấy rầy cung chủ. Rồi lập tức điều khiển Đại Uy Long chiến hạm bay tới Hàn Nguyệt Cung. Cùng lúc đó, đám người Đông Hoàng Thương cũng điều khiển con thuyền bất diệt chi bảo kia bay tới. Hai chiếc chiến hạm cực lớn chạy song song với nhau, đồng loạt tới Hàn Nguyệt Cung. Long Khiếu Thiên, chúng ta lại gặp. Mạc Tăng Tăng nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển không khỏi mừng rỡ, một bước tiến tới ôm con phá cẩu kia vào trong ngực, giơ tay vuốt tới vuốt lui cái đầu của nó, trong chốc lát bóp tròn mặt của nó, lát sau lại kéo cái miệng của nó ra. Nhóc con, các ngươi chẳng phải người tốt, lần trước còn định giết ta kìa. Con phá cẩu này tức giận đến bụng phình lên, quay đầu ra sau, không thèm để ý tới nàng ta. Đó là Lộ Sư Tỷ muốn giết ngươi, có được không hả? Mạc Tăng Tăng giải thích nói: Tỷ ấy nói ngươi chính là khắc tinh của Hàn Nguyệt Cung chúng ta, sẽ ăn thiệt luôn bọn ta kìa. Ta còn lâu mới tin
ngươi là một chú cún nhỏ như vậy là đi ăn thịt người. Hạo Thiên Quyển nghe nói như thế, bèn vội vã quay đầu lại, nhìn nàng mà nước miếng chảy ròng ròng, cái đuôi lắc tới lắc lui. Mạc Tăng Tăng cười khanh khách nói: "Nói mày béo, mày còn thở hổn hển, đó, mày ăn đi, cho mày ăn đấy, ăn đi này." Hạo Thiên Quyển vô cùng kích động, nó vội vàng quay đầu nhìn Diệp Húc. Diệp Húc im lặng không nói mà chỉ lặng lẽ lắc đầu. Con phá cầu này lập tức chẳng còn tinh thần, nhảy ra khỏi ngực của Mạc Tăng Tăng, buồn bã chạy về khoang thuyền, mệt mỏi nói: "Đừng để ý tới ta, ông đang rất phiền lòng đây." Diệp Húc đứng ở đầu thuyền Đại Uy Long chiến hạm, từ xa nhìn hướng chiếc thuyền bất diệt của Đông Hoàng gia, chỉ thấy vị nhân hoàng Đông Hoàng Thương này đang nhìn hắn, trong mắt hiện lên sát ý. "Sư bá, người của Đông Hoàng gia cũng tới cầu thân hay sao?" Triều Cung Thiều mặt mày hồng hào cười nói: "Diệp tiểu tử, bọn người kia cũng có mục đích như ngươi, cũng vì thân thể ngũ hành của Hàn Nguyệt Cung. Đông Hoàng Mục chính là thân thể Hòa Đức Trúc Dung, tu luyện Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh của Thái Dương Thần Cung. Nếu có thể song tu cùng thân thể Thủy Đức Cộng Công, Thủy Hỏa Tương Tế, lại thêm Hàn Nguyệt Cung cấm pháp Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, Nhật Nguyệt Giao Hòa, ha ha, có khi thế giới vô hoàng sẽ xuất hiện thêm hai vị vô hoàng ấy chứ." "Sao? Thân thể Thủy Đức Cộng Công ư? Đây chẳng phải là muốn cướp người phụ nữ của ta hay sao?" Diệp Húc nghe vậy bèn nhìn lại con thuyền của Đông Hoàng gia kia. "Diệp huynh, đã lâu không gặp." Đông Hoàng Mục đứng ở cạnh Đông Hoàng Thương thản nhiên cười nói: "Lần trước ở trong Bắc Hải Bí Cảnh, ta vốn tưởng rằng Diệp huynh sẽ bị trấn áp 500 năm không thể thoát ra ngoài được. Không ngờ Diệp huynh phúc lớn mệnh lớn lại có thể thoát khỏi nơi đấy, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc mà." Lần trước ở Bắc Hải Bí Cảnh, Hạ gia Trung Châu cùng Đông Hoàng gia và nhiều cường giả liên thủ lại vây đám người Diệp Húc ở trong Nghệ Hoàng Hành Cung, định trấn áp hắn 500 năm, cũng không ngờ là Diệp Húc lại có thể trốn thoát được. Cho đến nay đã qua mấy năm, Đông Hoàng Mục so với lúc đấy lại càng thêm hùng mạnh. Khi đó hắn ta là cường giả hóa thần kỳ mới tu thành đại vu, mà lúc này đây hắn đã bước vào tam thần cảnh hợp thể kỳ đỉnh phong, cách tam thần cảnh chỉ còn lại một bước. Tốc độ tu luyện của hắn không chậm hơn Diệp Húc chút nào, mà còn cao hơn Diệp Húc 8 cảnh giới nhỏ. Cũng là hợp thể kỳ, Diệp Húc là hợp thể nhất phẩm, mà hắn là hợp thể kỳ đỉnh cửu phẩm. Nhưng chênh lệch này đang không ngừng rút ngắn lại, cho dù là Diệp Húc hay Đông Hoàng Mục đều ý thức được điểm này. Diệp Húc còn nhớ rất rõ, khi hắn mới trở thành vu sĩ không lâu, ở Việt Châu gặp được Đông Hoàng Mục. Lúc đấy Đông Hoàng Mục chính là tướng quân của Đại Tần, cao thủ tu thành nguyên đan, trong mắt hắn là một kẻ sâu không lường được, mà khi đấy Diệp Húc mới chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Lần thứ hai gặp được Đông Hoàng Mục ở Hải Ngoại Tiên Các, thành tựu của Đông Hoàng Mục vẫn xa hơn xa hắn. Một chiêu liền đánh bại đám người Yến Công Thượng, Lý Huyền Cơ và Phạm Linh Phổ. Sau mỗi một lần gặp được Đông Hoàng Mục, tu vi người này đều không ngừng tăng cao, vững vàng áp Diệp Húc một bậc. Nhưng hiện giờ hai người cuối cùng cũng ở cùng một cảnh giới lớn. Trong mắt của Diệp Húc, con người trẻ tuổi từng hùng mạnh một cách dị thường này có vẻ như đã không còn sâu không lường được nữa rồi. Nếu giao phong chính diện, Diệp Húc tự thấy hắn chẳng hề yếu hơn Đông Hoàng Mục, thậm chí còn mạnh hơn. "Đông Hoàng huynh, ngươi từng năm lần bể lượt đối đầu với ta, liên tục muốn đẩy ta vào chỗ chết. Diệp mỗ đây là kẻ có vô số kẻ thù, đại đa số đều chết ở trong tay của ta, chỉ có Đông Hoàng huynh là kẻ sống lâu nhất kìa." Diệp Húc khẽ mỉm cười thản nhiên nói: "Nhưng mà Đông Hoàng huynh, sau này ngươi có thể tiếp tục thoải mái mà sống hay không, cái kia cũng thật khó nói." "Lão sược." Sau lưng Đông Hoàng Thương, một gã đầu sỏ tam thương cảnh hừ lạnh không vui nói: "Một thứ với huyết mạch thấp kém kia lại dám khiêu khích Đông Hoàng nhất mạch ta sao? Cái gàn chó của ngươi cũng thật là to. Ngươi có biết Đông Hoàng nhất mạch ta có chảy dòng máu thiên đế vô cùng tôn quý trong cơ thể hay không?" Hạo Thiên Quyển vốn thính tai, nghe được hai chữ gan chó thì lập tức nổi giận. Nó nhảy ra khỏi khoang thuyền, ghé vào trên mép thuyền, cả giận nói: "Tên chó má nào mắng lão tử vậy?" Tên đầu sỏ Thái Dương Thần Cung kia ngẩn ra, lúc này mới nghĩ ra là con phá cầu kia đang mắng mình, không nhịn được cười một cách giận dữ nói: "Con chó chết tiệt, mày tìm đường chết sao?" Hắn không nói thêm lời nào mà giơ một chưởng chụp tới Hạo Thiên Quyển. Lòng bàn tay hắn hừng hực liệt hỏa, hóa thành một con tam túc kim ô, gào thét chụp xuống đầu Hạo Thiên Quyển, định bóp chết con chó này. Răng rắc một tiếng, con tam túc kim ô do bàn tay hắn biến thành kia còn chưa kịp bay tới trước Đại Uyên Long chiến hạm, đột nhiên một cái đầu chó thật lớn gào thét đánh tới, há mồm liền nuốt con tam túc kim ô này. Ngay sau đó nó liền lùi trở về thuyền. Tên đầu sỏ Thái Dương Thần Cung kia kêu thảm một tiếng, cổ tay đứt đoạn, bàn tay bị con chó kia cắn nuốt mất, lộ ra xương trắng. Thực lực của hắn rất mạnh, vượt xa kẻ cùng cấp độ.
mỗi một đệ tử của Thái Dương Thần Cung đều có tư chất hơn người, không phải thánh địa bình thường có thể sánh bằng. Nhưng ngay cả tay của Đại Minh Tôn Vương, Hạo Thiên Khuyển cũng có thể cắn đến tận xương được. Thân thể hắn đương nhiên kém xa bậc Đại Minh Tôn Vương như Bảo Hiền Minh Tôn. Hay cho một con Hạo Thiên Khuyển. Đông Hoàng Thương rút cục cũng ngẩng đầu nhìn về phía con phá cẩu kia, đồng tử co lại, lạnh lùng nói: Nhưng một con chó mà cũng muốn dương oai trước mặt lão phu sao? Ngươi cũng là chó Nhật kìa. Hạo Thiên Khuyển vô cùng đắc ý, sắc mặt của Đông Hoàng Thương xanh mét. Lão đang định nói chuyện thì thấy con phá cẩu kia càng thêm đắc ý, cười to mà nói: Các ngươi đều là chó cả, đều là chó Nhật cả. Đông Hoàng Thương tức giận đến nỗi đôi tay run run. Lão đừng là nhân hoàng, là huyết mạch của thiên đế, không ngờ lại bị kẻ khác mắng là chó, có thể thấy lão nổi giận ra sao. Ở đây sao có thể tìm đến con chó thứ hai được? Con phá cẩu này mắng bọn họ là chó, rõ ràng là nói bọn họ cùng loại với nó. Thường lão tổ, không cần phải nói chuyện với con chó đó đâu. Đông Hoàng Mục cũng chẳng biết làm sao, thấp giọng mà nói: Con cẩu này răng nhỏ, sắc nhọn, miệng thì đầy thô tục, chỉ biết mắng chửi người khác thôi. Lúc trước bọn con ở trong Nghệ Hoàng Hành Cung, hơn 10 người mắng hơn nửa tháng đều không mắng được nó kìa, mà lại bị nó mắng cho té tát kìa. Đông Hoàng Thương giật mình, hơn 10 người liên tục mắng chửi hơn nửa tháng mà bị con phá cẩu kia mắng lại té tát, cảnh tượng này là đồ sộ ra sao? À, mặt trắng, hóa ra là con chó nhỏ nhà ngươi. Hạo Thiên Khuyển phát hiện ra Đông Hoàng Mục, hớn hở mà nói. Đông Hoàng Mục chỉ thấy ngực khó chịu, mặt mũi âm trầm. Hắn hít vào một hơi thật sâu, không thèm đáp lại, thản nhiên nói: Chúng ta tới cầu hôn, tốt xấu cũng nên để mặt Hàn Nguyệt Cung. Nếu muốn trả thù thì hãy đợi định hôn xong rồi trả thù cũng không muộn mà. Hắn cười lạnh một tiếng, hạ giọng nói: Còn có thể để cho bọn chúng chạy hay sao? Trong lời nói của hắn không hề che giấu sát ý, rõ ràng là tính toán sau khi định ra chuyện hôn nhân sẽ diệt trừ cả Diệp Húc và Triều Công Thiều, không cho bọn họ trở lại Hoàng Thuyền Ma Tông. Hai con thuyền bay thần tốc dưới sự dẫn dắt của Tam Cung Chủ Hàn Nguyệt Cung đi vào Thất Tinh Hoàn Nguyệt Đại Trận, lập tức xuyên qua đại trận đi vào trong bí cảnh Quảng Hàn Cung. Khi đi qua bởi mặt trăng này, đám người Diệp Húc cảm nhận được luồng dao động dữ dội thuộc loại cấm bảo, chợt nhận ra tòa Thất Tinh Hoàn Nguyệt Cung đại trận này có lẽ cũng là cấm bảo do Nga Hoàng luyện chế ra. Đến khi bọn họ đi đến vùng trời của Quảng Hàn Cung thì thấy gốc cây hoa quế kia cũng truyền đến hơi thở cấm bảo cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên gốc cây hoa quế kia cũng đã bị Nga Hoàng luyện thành cấm bảo, uy lực không hề thua kém cây phủ tang của tộc Hoa Phụ. Thật lợi hại, Nga Hoàng không hổ là thế tử của Nghệ Hoàng, không ngờ bà ta có thể luyện ra nhiều cấm bảo như vậy. Diệp Phúc cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Theo những gì hắn biết, trong tòa thánh địa này còn có một chiếc đại phủ cùng một tòa Hàn Nguyệt Cung, cũng là cấm bảo. Chỉ đếm những cấm bảo hắn biết thì đã có hơn 4 món rồi. Trong Hàn Nguyệt Cung chắc có lẽ còn có cấm bảo khác nữa. Hàn Nguyệt Cung không hổ là một trong Tam Cung Ma Đạo ta, nội tình vượt xa lục phái cùng các thế hệ khác, thế gia khác. Không biết thiên địa Dương Tam Đỉnh, ba món cấm bảo của Hạ gia kia có che giấu trong Hàn Nguyệt Cung hay không đây? Theo mối quan hệ giữa Nghệ Hoàng và Nga Hoàng thì quả đúng là có khả năng này. Diệp Húc thầm nghĩ, Nga Hoàng chính là thê tử của Nghệ Hoàng, có quan hệ gắn bó. Nghệ Hoàng cướp đi số mệnh của Đại Hạ Hoàng Triều, bắn giết ý chí bất tử của Đại Hạ, cướp đi thiên địa Dương Tam Đỉnh. Hạ gia vẫn luôn truy tìm tung tích ba món cấm bảo này. Nếu như Nghệ Hoàng giấu chúng ở trong Hàn Nguyệt Cung, lấy cấm bảo khác ra áp chế, quả thật có thể che giấu được hơi thở của chúng, khiến cho Hạ gia không thể nào tìm được. Ở trong hư không phía trước cây hoa quế, một tòa Hàn Nguyệt Cung lặng lặng trôi nổi. Đó chính là tổng đàn của thánh địa ma đạo này. Mà ở xa cũng có vô số linh sơn thánh địa, còn có thành quách, thành trì, dân chúng đông đúc, nghiêm nhiên trở thành một mảng trái đất độc lập, đủ để khiến 10 tỷ nhân khẩu sinh sống trong đây. Không chỉ như vậy, trong bí cảnh Quảng Hàn Cung này còn tràn ngập thái âm khí vô cùng nồng đậm, lại càng có lợi cho việc tu hành, khiến tư chất cùng khí lực của kẻ phàm phu tục tử đều hơn sang người thường. Những người có thể trở thành vô sĩ bên trong bọn họ liền có tỷ lệ cao hơn cả thế giới vô hoang. Hàn Nguyệt Cung xây dựng thánh địa ở nơi đây độc lập với thế giới vô hoang, phải nói là rất tinh mắt, khiến cho người ta không thể không bội phục tầm mắt của Nga Hoàng. Diệp Húc điều khiển Đại Uy Long chiến hạm bỏ neo ở ngoài Hàn Nguyệt Cung. Đám người Đông Hoàng Thương, Đông Hoàng Mục cũng dừng thuyền cập bến. Tam Cung Chủ, Đại Cung Chủ, Nhị Cung Chủ đang ở đâu vậy? Đông Hoàng Thương lướt Triều Công Thiều và Diệp Phúc một cái, thản nhiên nói: Mong Tam Cung Chủ dẫn đường một phen, sớm định ra việc hôn nhân, tránh cho đêm dài lắm mộng. Triều Công Thiều cười ha ha, cũng đầy thâm ý nói: Không sai, mong Tam Cung Chủ dẫn gặp hai vị Cung Chủ kia định ra chuyện hôn nhân,
tránh cho kẻ khác nhanh chân đến trước. Vị thiếu phụ cung trang kia không khỏi đau đầu. Đông Hoàng Thương và Triều Công Thiều đều là nhân hoàng, là nhân vật bá chủ, không thể dễ dàng có lỗi. Nàng vội vàng cười nói: hai vị tỷ tỷ chờ ở trong cung đã lâu, nhưng thiếp thân có một câu cần hỏi, hai vị đến cầu hôn ai vậy? Đương nhiên là thân thể ngũ hành của quý cung rồi. Triều Công Thiều và Đông Hoàng Thương đều cùng kêu lên. Hai lão già vừa dứt lời liền hung ác chừng đối phương một cái. Vị thiếu phụ kia lại càng thêm đau đầu, nàng cười dịu dàng mời mọi người vào cung nói: trong Hàn Nguyệt cung ta chỉ có một vị có thân thể ngũ hành, đó là đệ tử quan môn của đại tỷ ta. Một mình nàng ấy sao có thể gả cho hai nhà được đây? Hơn nữa tương lai Kiều Kiều sẽ là đại cung chủ Hàn Nguyệt cung ta, sao có thể gả ra ngoài được? Hai vị, Hàn Nguyệt cung ta còn có không ít các cô gái xinh đẹp tài giỏi, không bằng... Triều Công Thiều giơ tay cười nói: Tam công chủ không cần nói nữa, thiếu bảo nhà ta chính là nhân trung long phượng, thiên hạ kỳ tài, hành tẩu giang hồ đã hơn 10 năm, coi chuyện giúp người làm niềm vui, mỹ danh truyền khắp bốn phương, không người không biết, không người không hay, ngay cả hàng cổ ma vực cũng biết đến tên tuổi của Diệp Phúc kìa. Xét về mọi phương diện, thiếu bảo đều xứng đôi với thân thể ngũ hành của các ngươi. Hơn nữa tương lai thiếu bảo sẽ trở thành tông chủ thánh tông ta, gả cho hắn cũng sẽ không bôi nhọ công chủ tương lai của quý cung đâu. Đông Hoàng Thương cười ha ha, lạnh lùng nói: nói khoác mà không biết ngưỡng. Diệp thiếu bảo chẳng những làm rất nhiều chuyện ác mà thanh danh lại xấu xa, thậm chí gây họa cả tới hàng của ma vực. Huống chi hắn là thân thể ngũ hành sao? Đông Hoàng Mục nhà ta chính là thân thể hỏa đức trúc dung, tương lai chẳng những phải vấn đỉnh vô hoàng, thậm chí còn là thánh chủ của Thái Dương Thần Cung ta. Chỉ là một tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông thì sao có thể đánh đồng với thánh chủ của Thái Dương Thần Cung ta được? Sao, con chim non kia, ngươi muốn chết sao? Triều Công Thiều nghiến răng nghiến lợi cười gần nói: ta sợ người chắc. Đông Hoàng Thương không chút nhượng bộ, cũng đằng đằng sát khí. Vị thiếu phụ cung trang kia lại càng thêm đau đầu, thầm nhủ: nếu Hoàng Tuyển Ma Tông nhỏ yếu như trước đây thì đắc tội cũng không sao, nhưng tông chủ Ứng Tông Đạo của bọn họ hiện giờ lại không thể dễ dàng đắc tội được. Hơn nữa khi nhị tỷ còn trẻ từng gặp Ứng Tông Đạo một lần, giữa hai người dường như có một chút không rõ ràng, nhưng đại tỷ lại chủ trương thực hiện đám hỏi với Thái Dương Thần Cung. Chuyện này để cho bọn họ đau đầu đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.